bắt đầu qua dân qua cho mẹ đi. Quan chi si sam bo, quan chi si sam bo, quan chi si sam bo. Con ơi con hát cho nghe nè. Quan chi si sam bo, quan chi si sam bo, quan chi si sam bo. Đừng khóc nữa, bây giờ bé Vĩnh có đây không? Mời bé Vĩnh nói chuyện được á. Bé Vĩnh còn điển đây mà. Lên đi ha. Bé Vĩnh vô chưa? Về đi nói chuyện. Bé Vĩnh nhận lệnh đi làm thiện không được những gì. Dạ. Đó thằng cha sợ. Con cảm ơn chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thầy Hiền. Cảm ơn Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Mẫu Diêu Trì, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Và người trần gian thì con cảm ơn cô hai rất nhiều. Cảm ơn Tràng Sư rất nhiều. Cảm ơn chư vị rất là nhiều. Dạ, xin đa tạ chúc. Dạ, A Di Đà Phật. Con xin kể trong 10 năm qua. Về con đường tâm linh của con ấy, thì hồi nhỏ thì cũng nói chung cũng hay ốm đau, nhưng mà từ 10 năm qua khi mà con cũng khổ cũng buồn, cho nên con hay đi chùa đi đền mà theo mọi người. Xong rồi đến một ngày, cái ngày đó là ngày rằm tháng giêng, con đi về đền thờ vua An Dương Vương ở tại đền Cuông, Diễn Châu, Nghệ An ấy. Thì khi đó tự nhiên con sóc cái đồng tiền, thì trong tâm em con nguyện là được hành hương sắp tới là con đi con sẽ được khai mở căn, được các ngài trên chậm đồng. Mặc dù khi đó con chưa biết là cái việc làm đồng nó rất là nói chung là phải gian nan khổ cực. Nhưng mà chẳng biết sao khi đó con vừa sau cái đồng tiền ấy, thì nó sắp ngựa và bảo cho con biết là con đi lần này sẽ mở căn, sẽ chậm đồng. Thì y như rằng là trong cái đợt hành hương sau đó về nữa thì con đi, thì khi đó khi con đang đi là xét về mặt người đời của mình là mình đang là một cái thạc sĩ chuyên sâu. Thì đi như vậy, bắt đầu lần đầu tiên đi thì đi đến nơi là đến Phú Sòng ở Thanh Hóa. Thì mới lại ở cái ban công đồng bên ngoài như này, thuộc cái dạng con nít chưa biết gì. Vào lại xong thì vừa cúi xuống lại thì cái mông mình nó chúc lên như thế này, nghĩa là cái cảm giác nó khác. Lát nữa vào trong chính điện thờ mẫu á, tại vì Việt Nam mình có ba nơi thờ mẫu như ở ngoài kia biết á, là Phủ Tây Hồ ở Hà Nội, Phủ Sòng ở Thanh Hóa, với lại núi Bà Đen ở Tây Ninh. Thế thì khi đó đến vừa đến Phủ Sòng như vậy, vô trong điện thờ Trạch Mẫu là bắt đầu quỳ xuống là khóc quá chừng, khóc dữ khóc dằn, và bắt đầu khi đó là chính thức mở căn ra và biết rằng mình nghiệp rất là nặng. Và khi đó thấy rằng là tức là bao nhiêu oan trái ở nơi đời bấy lâu nay, mình càng nói càng thanh minh thì người ta càng hiểu lầm, hiểu sai, hiểu trái. Thì chỉ có khi đạo Phật mẫu thấu tất cả những cái nỗi đau khổ của mình, cái oan ức của mình, cho nên thấu từ trên này xuống toàn bộ vậy. Cho nên mình khóc, vừa khóc mừng vui, tức là gọi là từ vô lượng kiếp đến hôm nay mình mới gặp được Phật Pháp. Điều thứ hai nữa là mình khóc trong cái sự tủi thân, và khóc ròng rã như vậy, một ngày đường hành hương như vậy. Và tội về thì nằm ở nơi khách sạn, tại vì đi đoàn rất là đông, nằm thì thấy cái người mình cứ như thế này. Xong rồi cái hỏi cái chị bên cạnh, chị cũng tâm linh lâu rồi, nói chị ơi sao người em bây giờ nó như thế này. Thế chị nói là, và đặc biệt là bắt đầu ngứa, cái mặt này không có ngứa đâu, bắt đầu ngứa từ đây, ngứa lan ra đây, ngứa ra, ngứa như thế này. Hỏi cái chị kia là chị ơi sao người em là như thế này. Chị nói là không sao đâu, tâm linh bắt đầu mở ra cho em đó. Em về lấy cái nước lạ em tắm đi, mấy cái lạ sạch đó, nhất là lạ đào đó. Thì em cũng về theo làm theo lời chị ấy, và bắt đầu là hại lạ thơm để tắm, và mỗi lần tắm có nguyền bề trên. Thì quả thật là tắm xong 9 lần thì là hết. Nhưng mà
khi đó mình mới ngộ ra là thân xác mình là thân xác phàm tục, rất là hôi thối dơ dáy, và mình phải tắm cái nước lạ đó để cho thơm và bắt đầu đi vào cái thế giới lâm tâm linh của các ngài á. Và sau đó nữa thì rất là nhiều đợt hành hương, đi dường như là đi miền Trung, miền Bắc, miền Trung, miền Bắc rất là nhiều, và đặc biệt là về Yên Tử, rồi về đền thờ Đức Thánh Trần, rồi về các cái di tích lịch sử vân vân á. Nhưng mà trong suốt một cái quá trình đó cho đến tận ngày hôm nay là đã 10 năm, hơn 10 năm rồi, thì Lân Phúc vẫn biết rằng có nhiều yếu tố tâm linh, nhưng mà đặc biệt là cái mắt mình không thấy. Mình biết yếu tố tâm linh khi các ngài đến hoặc gần hoặc bảo cho mình thì mình biết, nhưng mà mình không thấy. Thế thì trong 10 năm đó Lân Phúc đã sám hối rất nhiều, sám hối nhiều, tu tập nhiều, làm công đức nhiều, cúng dường tam bảo nhiều, cúng dường chư tăng ni tu học ở trên núi Dinh, rồi cúng dường chư tăng ni tu học ở nơi học viện Phật giáo, rồi phóng sinh, rồi sám hối, rồi dự pháp hội rất là nhiều, rồi đưa những ông bà cha mẹ của mình về quy y tam bảo, rồi khuyên người ta không bỏ thai nhi, rồi khuyên người ta làm việc tốt việc lành, tu tập để cho thai nhi siêu thoát vân vân, và đã bỏ tiền ra đưa người ta về quy y rất là nhiều. Nói tóm lại là tất cả những việc gì, việc thiền, việc lành, mình đều cố gắng làm tất cả để sám hối tội lỗi của mình và hồi hướng cho ông bà cha mẹ tổ tiên cũng như oan gia trại chủ của mình. Và đọc kinh cũng rất là nhiều, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, rồi kinh Dược Sư, rồi kinh kinh Đồng Từ Hồ, Chư Đà La Ni vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà cho đến trước đó Lân Phúc cũng đọc kinh Địa Tạng, nhưng có khi phát nguyện đọc một tháng, có khi phát nguyện là đọc mấy ngày trong những ngày linh thiêng. Nhưng mà cho đến tận thời điểm năm ngoái đây, tức là Lân Phúc mới phát nguyện là đọc 3 năm kinh Địa Tạng, thì năm này là năm thứ hai. Thì từ cái khi mà đọc kinh Địa Tạng, Lân Phúc thấy có một cái sự chuyển biến thật sự, chuyển biến rất là nhanh, chuyển biến rất nhiều, chuyển biến mình thật sự luôn đó. Vậy thì khi mà chuyển biến rồi á thì nghĩa là trước đó mình làm rất rất là nhiều và tu tập, tức là gian khổ đến cái mức là tại vì mình một thân một mình rất là cực khổ, con thì nhỏ, công việc thì nhiều, công việc ở nơi cõi trần, mình là cái người có học có hành, có tâm có đức có đạo hiền lành, vậy mà luôn luôn bị người ta, tức là người ta xa lạnh, người ta khôi khinh, người ta ác hại vân vân, tức là lúc nào cũng cứ khóc như mưa vậy đó, mà không biết nói với ai. Tất cả những cái điều đó chỉ có về tâm sự với Phật. Nhưng mà đến từ khi mình đọc kinh Địa Tạng, thì từ năm ngoại bây giờ khi đọc kinh Địa Tạng thì xong rồi, thì thậm chí là mình đi chấm thi trong 7 ngày luôn, đi chấm thi nhưng mà vẫn đeo kinh Địa Tạng đi, ngày chấm tội về ký túc xá đọc kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các vị đó. Thì xong rồi thì nhân duyên mới đi đưa đến là cái câu đó kêu là cô Nhàn là ở bên mẫu Thường Ngàn. Thì trong cái hội đồng đi chấm thi đó thì có một cái Phật tử cùng tu, thì hai chị em, tức là mình vừa bước vào trong cái hội trường, các thầy cô thì đông như vậy mà thầy cô thì đặc biệt rất nhiều thai nhi, thì mình thai nhi nhiều thì mình vào đâu có chịu được, và mình không chịu được thì nói với chị đó là thôi em ra ngoài đi, thai nhi nhiều quá. Thì đi ra ngoài thì nói chuyện với chị đó, xong đi vô thì chị đó mới kể là cái cô Nhàn đó như vậy vậy đó. Cô Nhàn đó như vậy, tức là trước đây cũng hành căn vô cùng ghê gớm, thậm chí là đúng rồi đó. Cô múa đó. Cái này mình đúng không, không cho người ta làm là mình sai đó. Đúng rồi. Tại vì là các vị người ta muốn lên mà. Bây giờ mình mới thấy nè. Múa mà. Rồi vậy đâu khỏe đâu. Vậy về chị về chứ khỏe luôn đó. Về mới khỏe lại. Cho người ta mở ra giống như một cái lu á, mà mình đậy lại người ta không cứ nhốt hoài vậy, mình phải mở ra người ta mới bung ra được. Si sambo. Cái này. Si sambo. Si sambo. Si si sambo. Là em nói là thôi vô hả? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì nói đừng nói, nói. Dạ, đúng rồi. Nói dẫn nhiều quá. Bên cạnh mình nói rối không? Để như mỹ mình kêu nó cái xác cho làm việc. Cái kia nó được, cái kia nó về cho qua đồng, nó vừa xác vừa họ vừa điển. Bây giờ về đây, lên đây chuyện gì bên ngoài, sau này về là tôi không có cho về như thế này nữa, là chỉ ẩn và nhận điển thôi. Dạ. Thì lên đây thì cũng thoải mái.
cái bếp rau ta từng để đấy trong quê. Thì đó, à, cho về trên đây thoải mái mà. Nó ăn vậy, nhưng mà về da là hết rồi, không còn nữa. À, đúng rồi, cha này em không có. Ai này trước trong quê mà đâu có về được. Ừ. Phải ra mặt chứ, đâu có ẩn được. Đúng thần linh là không bình thực giả, đâu có ăn no mà đâu quả làm ai đâu. A Di Đà Phật. Văn chi chi chăm bơ, 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 văn chi chi chăm bơ. Quán chi chi chăm bơ, 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 an chi chi chăm bơ, quán chi chi chăm bơ. Quán chi chi chăm bơ, 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 quán chi 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 chăm bơ, quán chi chi chăm bơ, quán chi chi chăm bơ. Quán chi chi chăm bơ, 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 quán chi chi chăm bơ. A Di Đà Phật. 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 Vậy đó ha. Dạ, không có gì hết ha. Bây giờ nghe nhạc là có bên ông gì hả? Cái gì á? Ai á? Gà. Có cú. Có ca. Ngầu ở đây. Gà khưng. Nguyện. Ngực. Ngày khưa. Ca cũng ngầu như gầy bỏ nguyện ấp bên bề kênh coi khu ngoài cái cú ngăn ngủ khế ngân á ượt y cái khác ừng có khở á cái gì thiên cú á cũng là ngắm cái gật thiên cú á cái ngói gà hầu mẹ cái mẹ cũng co gà hầu không có gì hết ừng có khờ đâu có đây đâu có sợ cái khác của ấy á cái gà khờ nhưng mà mẹ ở cô có ngọc hăng khuôn gầu y cú ờ gầu vậy đó ha à cứ ngói bình thường coi rồi cần gửi mẹ gà bình thường cái còn không có khưng gắn khưng cân ượt dạ không khưng danh tên được ha cái gì á mấy người á người ta khưng gắn khưng cân á
cưa cắt tại vì người ca hàng ngày rồi người ca làm ngày cưa cắt nên á mình cứ khuyên cái ngẩn anh em ngẩn 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 quân ơi mà có căn á mà ừng có cung hô quá tại vì á bên thiên cứu công nghệ ừng có nói mà gì ngủ hầm thấy hẹn thấy kè không phải vậy đâu cái không có cái gì á ca đứa mẹ mình cứ cưỡng cưỡng ra thôi còn ở kia người ca con mình nói là người ca con mình ở bên nghe bận mình nói thôi mà ừng có cung quá cả người bị gắn á. Rồi bây giờ là lúc nãy là bên cái phần cô tiên về múa văn hoa hả? Cái ai à cứ biết nhưng mà các cái gì biết rồi nhưng mà gà ăn nó rồi không có cái gộ không khiết lộ được phải không? Không có cái gộ vậy đó ha. Rồi lúc nãy có nghe cái nhạc mà cháu Phú mở lên không? Cái nghe ha, nghe cái biết cái nhạc đó là nhạc gì không? Cái nhạc nó gấp cho người ca thêm cái động lực ẩn gàm giúp thêm cái động lực ha. Rồi cái lúc đó rồi có hồi nãy nghe nói có cái phần của ông về nữa hay gì vậy? Cái áo rồi không có ký rồi bí mật ha. Cờ người ta uống riêng rồi người ta khác vậy đó hả biết. Rồi sao mà cho hỏi trong cái thân xác này sao mà theo hành cái xác này khổ quá vậy? Bữa nay đi lên núi chuyến này về độ cho xác khỏe để đi giúp đời nha. Cái ẩn rồi bị người ta hại á, cái y ra không có ược nên rất là mệt mỏi. Bây giờ bây giờ ở ra ược rồi bây giờ ở con nói cái kiến á cái anh em mắng nghe ược rồi dạ nên là khỏe về làm ược vậy đó ha. Vậy là vậy giờ là lên đây cô hai giúp giùm rồi ha, giờ khỏe rồi ha, cái này về là giúp đời nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Ẩn không ha. Rồi mời quỷ ra ha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi. Nhẹ giữ xác nha, để xác té rồi nhập xác. Vậy đi đường trên là đâu té được. Ôi da. Ôi da hả? Để cái chân luôn cái đầu. Rồi thôi coi cho phép. Rồi anh Di Đà Phật cho em mượn cái mít nha. Ở đâu đây nữa? Nữa. Cái gì nữa? Ừ. Trời ơi, không biết gì chứ hả? Có biết rồi. Trời nãy giờ múa quá trời luôn. Thiệt hả? Dạ nãy giờ múa quá trời luôn. Thôi. Không hay hả? Không phải. Vậy ha, rồi Nam Mô Di Đà Phật. Chuyến này về là khỏe luôn rồi đó. Cái gì đâu ém hoài. Bây giờ tới Bé Vĩnh nè. Bé Vĩnh đang kết thúc video kìa. Bé Vĩnh nãy giờ đâu trốn đâu mất tiêu rồi vậy? Bé Vĩnh ơi. Dạ đang lên cái bên kia vô. Không Bé Vĩnh còn Bé Vĩnh là gì hả? Rồi. Về trình luôn đi Bé Vĩnh ơi. Bé Vĩnh đi đường quyền luôn hết tàn. Này nè cho gửi mít nè. Tội nghiệp Bé Vĩnh luôn. Trình tham quan đi xong rồi mình đi nha. Thôi mà ngại lắm. Đừng có quay cái này lên. Rồi mời Bé Vĩnh nha. Mời Bé Vĩnh nè. Trình tham quan đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bé Vĩnh về núi nha. 8 tuổi, cậu bé 8 tuổi. Con xin chào tất cả các vị tham quan. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Có cây không mà chú lợi kiếm cái cây cho Bé Vĩnh đi quyền luôn. Con miêu kia kia nó hết chục rồi. Cây đẹp á.
Được, không sao, đã đi võ mà. Đi võ phải khác khác chứ. Cây ngắn quá vậy chút. Cái này cái máy điện thoại của mình nè. Để hôm đấy. Ồ, võ công dữ ha. Khoan, đang đi nè. Đang gùng ha, có cái lực vô lắm. Vậy ông Đạo Vũ kiếm không, Đạo Vũ? Ừ, đúng rồi đó, được. Ừ, đúng rồi đó. Không sao. Cái này cái máy đâu mất. Chị quá mà dĩnh vậy, võ công dữ vậy ta. Mẹ Vĩnh rất là dễ thương nha quý vị. Mới có 8 tuổi đó. Giờ về núi gửi. Nè nè cầm con chú. Cầm cái thằng lớn lớn thì không giống một người. Sắp rớt là nó rớt bể cái là mấy triệu đó con. Vậy hả? Dạ. Chưa, còn cây nữa. Chu. Cái đó là của Tề Thiên Đại Thánh mà. Đây mời con. Cái này con chưa học của bên chỗ võ Tề Thiên Đại dạ, Thánh. Bây giờ nè. Con chỉ học nhưng mà cái biết là cậu biết con là có ngày quan đế thánh quân. Nhưng mà bây giờ cái cây đao của ngài bây giờ đã bị chưa có. Kiếm ở đây nè. Nè, ngài chảm nè. Thay thế cho cây đao. Mua đao được không? Đó là những thần lực này là của ngài đó. Mua đao ngài không có chưa có chạy dạy hả? Mua kiếm, cái kiếm cái dài dữ vậy. Cái kiếm nó có nhiều đầy trên nhiều. Vậy nè, khoan. Trời cứu. Vậy. Chơi vậy đó. Thôi. Dạ. Cậu cho Phú còn á. Hứa dẫn con đi cưỡi ngựa nữa nha. Dạ. Dữ rồi. Chưa cưỡi ngựa nữa.